Kính chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đến cuối năm 1972, đại đội chỉ còn hai đài radar P-35 và P-12. Đài P-15 đã điều động cho đơn vị khác, còn đài đo cao PRV-11 đã bị địch bắn hỏng bằng tên lửa Skycrow trong đêm 22 tháng 11 năm 1972. Đại đội 45 được điều vào Nghệ An từ cuối năm 1969 với nhiệm vụ chủ yếu là bảo đảm dẫn đường cho không quân đánh địch trên chiến trường khu 4. Trong quá trình làm nhiệm vụ, đơn vị đã tập trung nghiên cứu B-52 từ khi chúng tấn công tuyến đường giao thông vận tải ở khu vực đường Hồ Chí Minh, rồi leo thang ra đài Nghệ An. Đơn vị đã nắm được đường bay, đặc điểm nhiễu của B-52, góc che khuất trận địa, khả năng chống nhiễu của đài radar P-35. Từ đó tìm ra được quy trình chống nhiễu, phát hiện B-52 tốt nhất ngày càng chính xác và hiệu quả cao. Đó là quy trình sử dụng một cánh sóng số 5 ở anten trên, trúc xuống nấc khoảng âm 7 độ, vừa có nhiễu nhẹ, vừa có góc che khuất nhỏ hơn các cánh sóng anten dưới. Đồng thời, cánh sóng số 5 còn vượt qua đỉnh Trường Sơn, phát hiện được tín hiệu B-52 từ cự ly 220 đến 250 km. Biện pháp này của đại đội 45 đã phát huy tác dụng trong lần dẫn đường cho phi công Vũ Đình Rạng, bắn bị thương B-52 ở phía nam của khu 4 vào đêm ngày 20 tháng 11 năm 1971. Hiện tới 3 tốp B-52 từ Thái Lan sang đánh cánh đồng chung siêu khoảng Bắc Lào vào tháng 12 năm 1971 và trực tiếp bảo đảm tình báo cho trung đoàn tên lửa 263 ở Nghệ An bắn rơi tại chỗ chiếc B-52 ở biên giới Lào-Thái Lan vào đêm ngày 22 tháng 11 năm 1972. Đặc biệt, vào đêm ngày 18 tháng 12 năm 1972, trên màn hình hiện sóng của đại đội 45 xuất hiện các giải nhiễu B-52 đang từ đậm đặc bỗng nhạt hẳn. Trên mỗi giải nhiễu nhẹ thì xuất hiện 3 chấm sóng như 3 đầu tam. Đó chính là các tốp B-52, tốp xa nhất cách phía nam trận địa Đồi Si ở Đô Lương khoảng 220 km. Các trắc thủ số 1 và số 2 đã nhanh chóng thông báo mục tiêu. Nhận được tin phát hiện B-52, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Radar Hứa Mạnh Tài đã gọi điện trực tiếp xuống đại đội 45. Lúc này, sẵn các chỉ huy đeo trên tay, đài trưởng Nghiêm Điển Tích đã trả lời ngay: "Báo cáo thủ trưởng, chính xác là B-52 ạ." Tin tưởng trình độ phát hiện B-52 của đại đội 45 và kinh nghiệm của đại trưởng Nghiêm Đình Tích, trực ban sở chỉ huy quân chủng phòng không không quân đã báo cáo tư lệnh quân chủng Lê Văn Chi. Đúng là B-52 bay qua vĩ tuyến 20, có khả năng đánh vào Hà Nội. Tư lệnh Lê Văn Chi lập tức ra lệnh toàn quân chủng vào cấp 1 sẵn sàng đón đánh B-52. Trong chiến dịch phòng không Hà Nội, Hải Phòng từ tháng 12 năm 1972, bộ đội radar nòng cốt là đại đội 45 đã phá nhiễu xác định B-52 từ xa, báo động sớm cho trận địa phòng không ở thủ đô bảo vệ Hà Nội sớm 35 phút. Nhờ đó, cấp trên đã nắm chắc tình hình, hạ quyết tâm chiến đấu kịp thời, chuẩn xác, tạo điều kiện cho các đơn vị hỏa lực phòng không bắn rơi 8 máy bay địch, trong đó có 3 chiếc B-52, 2 chiếc rơi tại chỗ ngay trong đêm đầu tiên chiến dịch. Trong các đêm chiến đấu còn lại, kinh nghiệm phát hiện máy bay của bộ đội radar đã được nâng lên từng ngày, giúp công tác báo động sớm cho Hà Nội ngày càng hiệu quả, tạo điều kiện bắn rơi B-52 ngày càng nhiều. Trận then chốt vào đêm ngày 20 tháng 12, ta đã bắn rơi 7 máy bay B-52, có 5 chiếc rơi tại chỗ và 7 máy bay chiến thuật. Hay như trong đêm ngày 26 tháng 12 đã bắn rơi 18 máy bay các loại, trong đó có 8 chiếc B-52. Theo đại tá Nghiêm Đình Tích, cùng với việc thực hành biện pháp chống nhiễu chiến dịch của bộ đội radar để nâng cao năng suất và hiệu quả tiêu diệt máy bay, Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân còn tập trung chỉ đạo chống nhiễu cho các binh chủng và lực lượng khác. Ngoài việc bố trí đội hình ôm sát mục tiêu để có thể đánh B-52 ở khu mù nhiễu của chúng khi vào gần, thì bộ đội binh chủng tên lửa còn tập trung đánh B-52 trong nhiễu nặng bằng phương pháp 3 điểm. Nếu phát hiện tín hiệu mục tiêu, nhanh chóng chuyển sang phương pháp vượt nửa góc, đồng thời tăng cường đánh bồi, đánh nhồi cả khi B-52 bay ra. Đối với lực lượng không quân, cùng với việc cất cánh đánh B-52 ở các sân bay khu vực Hà Nội như là Nội Bài, Gia Lâm, Bạch Mai, phân đội máy bay MiG-21 đánh đêm còn tăng cường cất cánh đánh địch từ các sân bay dã chiến vòng ngoài như Yên Bái, Cẩm Thủy, tiếp cận và đánh B-52 từ phía sau và bên sườn cánh sóng nhiễu. Các đơn vị pháo 100mm như Đại đội 5, Trung đoàn 256, Quân khu Việt Bắc khi bị nhiễu nặng thì đã sử dụng cách đánh phần tử máy chỉ huy D-49.
hoặc trực tiếp để tiêu diệt pháo đài bay B-52 vào đêm ngày 24 và đêm ngày 26 tháng 12. Bên cạnh đó, thì để khắc phục tình trạng nhiễu nặng, Bộ đội Thông tin đã nghiên cứu, xây dựng kế hoạch sử dụng mạng thông tin FM của Đài Tiếng Nói Việt Nam để thay thế mạng thông tin lạc hậu. Bộ Tư lệnh Không quân còn tổ chức hiệp đồng với Tổng cục Bưu điện để sử dụng mạng thông tin vu hồi, bao gồm 12 đường, 24 đôi dây hữu tuyến. Để trực tiếp liên lạc với các đơn vị, Sở Chỉ huy Phòng không, các quân khu, quân đoàn và các địa phương khi cần thiết. Lực lượng quân sự Mỹ huy động thực hiện chiến dịch Linebacker 2 năm 1972 là rất hùng mạnh và hiện đại. Chúng đã điều động 193 máy bay B-52 với hai biên đội 43 và 46 ở Guam và biên đội 307 ở sân bay Utapao, Thái Lan, cùng hàng chục máy bay tiếp dầu trên không KC-135 và 250 tổ lái B-52. Trên mỗi chiếc B-52 được trang bị 15 máy phát nhiễu vô tuyến, nhiễu tích cực, hai máy phóng sợi giấy bạc nhiễu tiêu cực và tên lửa nhử mồi Greenway. Chúng còn sử dụng hơn 1.000 máy bay chiến thuật ở các căn cứ miền Nam Thái Lan và hạm đội 7 ở Biển Đông để phối hợp tác chiến bảo vệ máy bay B-52, không sợ bị bắn rơi, chỉ lo B-52 chạy mất. Kiến thức về phá bắt máy bay B-52 có lẽ đã trở thành một phần ký ức của Trung tướng Phạm Tuân, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên phi công đoàn không quân Sao Đỏ. Đó là loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa, cự ly bay hàng chục ngàn km, mang tới 30 tấn bom xen kẽ bom tấn, bom tạ, bom bi. Vì vậy, nó được sử dụng để tấn công chiến lược các mục tiêu diện rộng, quan trọng của đối phương như sân bay thành phố, trung tâm chính trị, bến cảng. Và khi bị trúng bom thì hầu như các mục tiêu đều bị phá hủy hoàn toàn. Bom tấn phá hầm ngầm, bom tạ phá hầm trú ẩn, bom bi sát thương người khi không còn chỗ trú ẩn. B-52 gần như không cho mục tiêu có cơ hội được chạy thoát. Ngoài ra, B-52 còn sử dụng cả tên lửa, đồng thời chúng lại được bảo vệ bởi các máy bay tiêm kích đánh vào trận địa tên lửa, ném bom các sân bay không cho tiêm kích của ta cất cánh. Máy bay B-52 được yểm trợ rất mạnh, lại bay ban đêm, gây nhiễu radar, nhiễu mục tiêu. Vì vậy, phát hiện được chúng đã khó tiêu diệt lại là một vấn đề khó hơn rất nhiều lần. Ngoài ra, bản thân B-52 được trang bị nhiều vũ khí phản công. Nếu MiG-21 của chúng ta bắn tên lửa thì B-52 thả tên lửa mồi. Chưa kể, B-52 cũng được trang bị súng phía đuôi có khả năng tiêu diệt máy bay tiêm kích. Khi chiến đấu, B-52 chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là ném bom tiêu diệt. Vì chúng đã được bảo vệ kỹ càng bằng các máy bay chiến đấu, tiêm kích đánh chặn, đánh ngay vào mục tiêu như sân bay, trận địa tên lửa. Vị tướng không quân cho biết, một trong số những khó khăn lớn nhất đối với lực lượng không quân là khi đó các sân bay chiến đấu của ta bị phá hủy rất nặng nề, các máy bay không có nơi cất cánh. Vì vậy, không quân phải tập bay ở những sân bay ngắn mới xây dựng ở các nông, lâm trường, sân bay vòng ngoài, sân bay dã chiến. Nhiệm vụ tập luyện là tập bay thấp, bay cao, cất cánh trong những điều kiện khó khăn để có thể tiếp cận nhanh được B-52. Những lúc gian khổ như vậy đòi hỏi không chỉ ý chí mà cả trí tuệ sáng tạo của Không quân Nhân dân Việt Nam. Trong 12 ngày đêm, Mỹ đánh phá bầu trời Hà Nội với cường độ rất dày đặc. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân cho biết, ông và các đồng đội không sợ bị bắn rơi. Việc xác định được vị trí chính xác của B-52 là rất khó, đòi hỏi sự chủ động của phi công. Vì vậy, để không bị chặn ở đầu đường băng, chúng ta đã cất cánh ở sân bay mà địch không ngờ tới. Phi công Phạm Tuân đã cất cánh vào đêm ngày 17 tháng 12. Phi công Thiều cất cánh đêm 18 tháng 12 đều ở sân bay Cẩm Thủy. Khi cất cánh thành công, phi công phải nhanh chóng phán đoán được F4 thường chặn đầu tầm cao nào để tránh. Từ tất cả những kinh nghiệm đó, phương án đánh và tránh F4 đã được xây dựng. Phi công Phạm Tuân bắn B-52 xong rồi, mà F4 vẫn ở đằng sau nhưng không làm gì được. Ông nhớ lại đêm bắn rơi B-52 đó, khi nhìn thấy B-52 không chỉ hồi hộp mà còn lo, bởi nếu sơ hở một chút, bật radar sớm thì F-4 sẽ đuổi theo và bắn, B-52 sẽ chạy mất. Lúc đó tôi chỉ sợ B-52 chạy mất, còn F-4 xung quanh rất nhiều. Tôi báo về sở chỉ huy, còn mình chỉ hướng vào B-52 phía trước cố gắng làm sao để đạt tốc độ nhanh nhất. Dù bay với tốc độ 1.600 km/h mà vẫn thấy chậm vô cùng. Đến khi phóng được quả tên lửa đi mới thở phào nhẹ nhõm và lúc ấy thì mặc kệ F4 xung quanh không còn lo lắng gì nữa. Nhận định về chiến thắng, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp cho rằng 12 ngày đêm chiến đấu tiêu diệt máy bay B-52 cuối năm 1972 là một chiến công nổi bật. Lần đầu tiên ta tổ chức và thực hiện thành công một chiến dịch phòng không quy mô lớn, đánh thắng cuộc tập kích của không quân chiến lược Mỹ bằng một trận tiêu diệt giòn giã, gây cho không quân Mỹ những tổn thất nặng nề nhất trong lịch sử của nó.
Sau gần 70 năm đưa vào sử dụng, máy bay B-52 đã tham chiến ở nhiều nơi trên thế giới và nay vẫn còn là bài chiến lược của không quân Hoa Kỳ, nhưng chỉ duy nhất bị Quân đội Nhân dân Việt Nam bắn hạ. Đó là thắng lợi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, lấy lực lượng phòng không ba thứ quân làm nòng cốt, tạo nên phát triển mới nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam. Quý vị thân mến, cuộc chiến 12 ngày đêm bảo vệ bầu trời Hà Nội trong kháng chiến chống Mỹ là một cuộc chiến không cân sức với Mỹ, nhưng với sự mưu trí, sáng tạo và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các công tác tiêu diệt máy bay, lực lượng không quân ta đã thành công bảo vệ bầu trời miền Bắc và tạo nên nhiều chiến công lừng lẫy, gây chấn động giới quân sự thế giới bấy giờ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!